thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước khi liên tục xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 mới. Trước tình hình này, nhiều cá nhân, tổ chức đã liên tục kịp thời có hành động giúp đỡ bà con, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng vì sự việc này mà có những người không liên quan bị cư dân mạng soi mói chỉ trích. Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là một điển hình. Theo đó, một cư dân mạng cảm thấy không hài lòng khi ông vẫn mãi miết đi làm từ thiện, không hỏi han gì đến người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên văn thắc mắc của người này như sau: không thấy bác hỏi thăm được một câu, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thế nào? Về phía ông Đoàn Ngọc Hải, ông cũng ngay lập tức đáp trả gay gắt: những người như bạn trước đây tôi gặp trong các đơn vị nhiều rồi. Đó là chuyện thọc kệ bánh xe, gây chia rẽ mất đoàn kết. Lời đáp trả cũng như là nhắc nhở những ai đang có ý định này thì ngưng ngay, bởi bản thân ông ngay thẳng, không ngại đối mặt hay đáp trả. Bên dưới bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều người đều cảm thông cho rằng ông Hải thường xuyên bị người khác chọc giận, cậy khóa nhiều lần. Nhiều ý kiến cũng cho rằng ông Hải hãy bỏ qua những lời lẽ châm chọc này, giữ tinh thần để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.